Nhiều rồi chị. Bạn anh đi đâu ấy? Bạn anh đi đâu kìa? Nói cho mẹ ơi. Chúng đi làm nên là bà chơi à? Cởi đi. Ờ nhờ. Thôi đừng mặc nữa. Mặc gì nữa à? Tuyên kìa. Bà chơi với Tuyên kìa. Vào đây làm gì? Cho mẹ hít hơi cái. Cháu có hít đi được không? Dạo này lắm mồm lắm nha. Lắm mồm lắm. Bụi lắm. Đôi mắt người. Cậu ơi.
Chị Quỳnh làm hoa đang làm hoa. Hết làm sao được. Chơi mà. Cái gì? Làm sao mà chơi mà làm hoa. Tới đây rồi. Tô lốp à? Là xem như vậy. Tô lốp à?